Dạ, Nam Mô Sang Khe Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng. Kính Thưa Vi Cô Tu Nữ. Kính Thưa Toàn Thể Chư Nam Nữ Phật Tử Nhóm Sô Phật Sô Mana tại Tổ Đình Viên Giác, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Lời nói đầu tiên cho quý sư thay lời cho sư cả trụ trì, vì Ngài đang có việc Phật sự tại thủ đô Hà Nội. Xin kính gửi đến thân gửi đến Chư Tôn Đức Tăng, kính gửi đến chư toàn thể chư quý vị lời chúc sức khỏe an lành và lời chào trân trọng của sư cả trụ trì đến tất cả các quý vị. Chúc các quý vị luôn luôn được dồi dào sức khỏe an lành và hạnh phúc, nhất là gặp được bốn pháp của Đức Phật là sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh. Cuối cùng xin được đoạn tận khổ ô thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lành thay. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa quý cô tu nữ, kính thưa toàn thể chư nam nữ Phật tử. Đức Phật ngài có dạy, khi mà chúng ta sanh ở đời, chúng ta được hình hài, được thân tứ đại hợp thành, nói tóm là được ngũ uẩn hợp thành trọn vẹn. Đó là một điều phước lành mà chúng ta đã tốt lỵ nhiều đời nhiều kiếp, và kiếp hiện tại chúng ta được trọn vẹn như vậy. Và nhất nữa chúng ta được gặp chánh pháp, được thực hành và theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Chính vì lẽ đó mà các ngài, các vị đều dành thời gian vi báo để tích lũy từng cái phước của mình. Đức Phật ngài dạy sóc kho po nhà sa ô chê do, tức là tích lũy sự nghiệp lành, sự việc lành, sự thiện lành, đó là phước lành của tất cả chúng ta. Giờ phút này Chư Tôn Thiền Đức Tăng tại chùa Hạnh Phúc Tăng không có gì hơn, một lần nữa xin được chân thành tri ân sự phát tâm cúng dường đến tam bảo của toàn thể nhóm Sô Mana tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, nhất là Tổ Đình Viên Giác. Chư Tôn Đức Tăng chùa Hạnh Phúc Tăng xin cầu nguyện đến hồng ân ba ngôi tam bảo là Phật Pháp Tăng, nguyện cầu đến chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Ta Bà, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì tại chùa Hạnh Phúc Tăng này, chư thiên hộ trì tại chùa Tổ Đình Viên Giác, và chư thiên hộ trì tại tư gia của toàn thể chư quý vị, luôn luôn hộ trì cho toàn thể chư quý vị được thành tựu những hạnh phúc, khiến cho tất cả sự khổ não bệnh tật thảy đều tiêu tan, và luôn luôn cho quý vị gặp được bốn pháp của Đức Phật là sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh, và luôn được thành tựu như ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lành thay. Nam mô Tăng Sa Phê Cơ Quan To A Ra To Sam Ma Sam Phương Tha Sa. Nam mô Tăng Sa Phê Cơ Quan To A Ra To. Ca va to a ra to sam ma sam pun tha sa che yan to pu thi ya mo le sak ya na na te van ta no sở chế yam mang ca le a pa ra che ta pa lang ke say se pa da vi pa ka re ha pi se ke sa pa pu thi ya nang a kam ca lan so pa piya tan so ha te tan so ka na so ma thoi cha sa ya tham pram me cha de so pa te ka nang ka ya kam mang via cha mang pa ne te te pa te ka na pa te ka na ni ka ta wa la la pan tan te pa te ka ne ayuwa ta ka thana wa ta ka se re wa ta ka ya sa wan
Na va tha ca so kha va tha ca ho to sam pa ti a to kha ro ka pa ya ve ri a so ka san to cha pa ta vi a Chà sa chà ya sa thê ta na liya pa sa thê piya ya so khan pa la sa ra ai yo cha vãn nơ cha po kang vơ thê chà ya sa va sa ta va sa Vãn tơ tê Ya tha vi a ri va ha po ra pa ri po ren tê sa ka rang e va me Bê bô rên tô sang ca pa chán tô pan na ra sơ ya tha ma ni chô ta ra sơ ya tha sa pi tê yô vi vệ chán tô sa pa rô cô ta ra yô sô khai tì kia yô kô pa va pi vi a ta na sê lê sa nê chán vượt tì a pa cha yê nô Bà thân đề ái dư văn nô sô kháng Bà là nhà tất cả phước bao hằng có đến người ai cầu xin chư thiên hộ trì Đề của chư Phật khai do nhờ oai Đề của giáo pháp mai do nhờ oai Đề của chư tăng ai ca sự thành lợi Đến người cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh Cầu xin cho tất cả tật bệnh của người Tai hại cũng chẳng có đến cho người Cầu xin cho người được sự an vui trường thọ Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu An vui sức mạnh an thêm đến người là người đang nghiêng mình lễ bái cung dường đến tam bảo Bậc tu hành tinh tấn nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích An vui được sự tân hoa trong đường Phật Đạo Cầu xin cho các thiện tinh cõi bình hoàng Mình và những người trong gia viên cả thầy Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo Cho được thành tựu mỹ mang Cha được thành tựu mỹ mãn sa thu lành hai a ca sa tha cha phong ma tha đề hoa na ga ma hê ti ca bồn nhang nô anu mô đan